Tàu du lịch Voyager of the Sea, loại tàu du lịch lớn thứ ba thế giới vừa cập cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài 3.600 du khách quốc tế, con tàu này còn mang theo nhiều nhà báo, nhà nhiếp ảnh của các kênh truyền thông Australia và Hồng Kông đến tìm hiểu và quảng bá hình ảnh du lịch của cố đô Huế. Như vậy là sau thời gian triển khai đầu tư nâng cấp bến số 1, lần đầu tiên cảng Chân Mây đón du thuyền 5 sao Voyager of the Seas. Đây là tàu khách lớn nhất từ trước đến nay cập cảng Chân Mây và theo xếp hạng là tàu lớn thứ ba trên thế giới hiện nay. Tàu gồm 15 tầng, 1.300 phòng, dài 311 mét, tổng trọng tải là 138.000 tấn. Số lượng hành khách tối đa là 3.840 người cùng với hơn 1.200 thuyền viên thủy thủ đoàn. Sau khi cập cảng Chân Mây, du khách được làm các thủ tục lên bờ và tham quan các di tích danh lam tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An, thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ khác. Sau chuyến tàu này dự kiến vào ngày 21 tháng 9 năm 2015, du thuyền sang trọng sẽ quay trở lại ở Thừa Thiên Huế. Cùng theo kế hoạch thì từ nay đến cuối năm, cảng Chân Mây sẽ đón thêm 13 chuyến tàu du lịch quốc tế, nâng tổng số lên 34 chuyến trong năm nay với khoảng 70.000 lượt khách và thuyền viên, tăng hơn gấp rưỡi so với năm ngoái.